Chào cả nhà nha. Tiếp tục hôm nay đi chiến cả nhà. Hôm nay là mình thăm bẫy gắn với cạm rồi cả nhà. Thì cả nhà theo chân mình nha, xem thành quả hôm nay của mình hai dòng sẽ có con gì đó nha. Hôm qua thì mình mới thăm lục cá rồi. Cả nhà thấy kênh mình hay thì chừng cho mình xin một đăng ký và một lượt chia sẻ cả nhà. Ở đây nó có cái dấu nè. Con chuột. Con chuột đang đây nha, chính chuột nè. Cả nhà thấy cái dấu hoa không? Con chuột này chết queo quá nha, chuột hồi tối này chết queo nè, dấu nè, nhà thấy dấu nó quả không nè, nè nè ở trên đó nó kìa cả nhà, thấy không, hai ba móng luôn nha, nhà nó leo tới bên kia nè. Thì mình bẫy ngay dưới chân nó luôn nha, để mình bắt con chuột ra cả nhà ha. Bây giờ kiếm quá cho tiếp theo cả nhà coi, rồi con chuột nha, trời trời này là con gì xảy rồi ơi, đập con gì lôi để xảy ngay nha, không dính lông nha, kỹ thằng không đập mà đập hụt nữa, rồi đi cái này rồi qua bên kia thằng cái lưới luôn coi nè, rồi lại lưới im gù gù luôn. Lưới bên kia đó coi nè, cái đó để mình đặt lại cái này nha, hai sáng nay gặp kèo gì gặp huynh đệ tức mình thì chứ, cái chỗ này là có dấu con đèn nó về hay gì nha, nhảy vô ngao rồi chán không, chua xót quá, bắt nó giờ luôn cái nhà. Con mặt nó đang bông, mà không biết ổ nằm đâu, khó kiếm ông hả, lơ mớ nằm trong giường đó, đó. Tới cái tiếp theo cả nhà ha, rồi bịch lúa đẩy ra cả nhà ơi, nè lụm hàng êm nặng nha, rồi vô kèo thơm một đống có hành chút rồi. Con này nhất rồi cả nhà ơi, sáng giờ mới được còn hai con luôn rồi, hai con luôn cả nhà ơi, nản lòng chiến sĩ đi, kệ có khai trương là ngon rồi, sáng giờ đi là mười mấy cái rồi đó cả nhà ơi, mà mới được có một con rồi. Tháng này là đặt lỗ thằng chuột đi chơi nha, đặt chuột hả, dạ tháng này là lỗ thằng chuột đi chơi nữa nha, hiếm lắm. Hôm qua là con đi 25 cái không có một con luôn, hết biết bao nhiêu tiền chuột luôn, nó vô nó ăn mà nó không ấy hả, nó chết chút trời nắng quá nó chết chuột, bợ được con tháng này là bợ được con này là hên lắm rồi đó, con thứ hai cái nhà ha, đi ra đó, hai con đồng giá luôn cả nhà ơi, con này cũng chắc cũng cỡ nửa ký á, hên quá, có đổ xăng này, rồi tới cái tiếp theo mình sẽ quay cho cả nhà mình coi ha, ấp gươm cả nhà ơi, này hai con cả nhà, con nhỏ con bự, tháng này dính cỡ này là hiếm lắm cả nhà, đó. Nhưng mà kia có anh kia anh khó chịu, bắt ra luôn cả nhà, đây là con cái này cả nhà, hay dọn là cũng sẽ lụm rốt nha, thì cái mới trái được kia mới dính hai được, hai con hành cũng chừng ba bốn lạng nha, này nhớ không nhớ luôn, cái đó này, cái đám này có ông về mà nó đi,
hồi bữa bữa vô mình vừa vườn vòng coi có không có giống. Rồi mất bạc chết quá chết nha. Tháng này là chuột chết lắm nha. Tới cái tiếp theo của nhà ơi, hai dòng là sẽ lụm lúa nha. Cái này trời nắng là cái đặt cặp mấy nước nha, mà qua cái nhà họ mai dính dắn khô dính nha. Rồi có hàng từ xa là thấy ngon hành rồi đó. U chà, còn hành một xíu từ xưa buốt chuột luôn rồi nha. Đó chạy lại đây một em tháng này toàn rồi. Kiếm kèo được rôm cả nhà ơi. Nè sáng giờ mình được 4 con này. Tháng này là gắn thua sót luôn cả nhà. Không có chạy nhiều nữa giáo. Một con này cũng được 2 lần ngoài rồi cả nhà. Đây 2 lần ngoài. Có đỡ hơn không? Chỗ này mình có 2 cái này kìa. Mua nhà bố hoàng đúng quá. Rồi thấy không dấu hiệu gì đó, chuột còn nguyên đó. Lúa lúa kè đây lộ liễu quá trời. Buồn chuối này ngon có nè. Đây con cái này bữa đó cái này dính qua thằng lần A lên chích được. Rồi có cất hành thẳng không nhẹ hiều lặn máy đây nè. Có đơn không? Ở đây mình bắt máy gặt luôn nha ha. Con này nhỏ quá. Tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Cái này lâu lắm mà không dính luôn. À có hiện tượng có cái gì màu trắng trắng kìa, thấy không? Đó cho đó. Khui ra nặng nghe vô kèo rồi. Hành nha. Hành kèo thông. Wow, này cũng 4 đạn rồi nhỉ, nhỏ nha. Đi hốt hàng hiếm tháng này là hàng hiếm. Hàng hiếm cả 4 lạng á. Vô kẹo thơm vô đi. Rồi mình đặng mình còn cái nữa nha, mình lại đặng mình sẽ quay cho cái nhà mình coi ha. Cái này mình còn cái nữa nha, vô đây mình đi lại. Chú mà đặt trong vườn dừa trong đó nha, nó nhìn bự ghê. Thằng chú dừa nó phát cỏ, nó lùm hết. Thôi chú kỹ quá, giờ biết nằm đâu luôn. Đây không thấy dấu gì hết. Có chuột này hổ quá
Trời ơi, là nhiều con gắn chết tươi luôn, hai con luôn, bây giờ thấy xác lên con không? Trong đó con. Ô, con chuột này hổ báo quá. Tháng này đặt chuột nhỏ thì nó chết. Đặt chuột bự thì gắn cho ăn nổi cả nha. Hoài luôn. Chuột đúng hổ báo luôn. Ăn hai con luôn, trời con này bự ghê. Ồ, con này. Con này có ba lạng cả nha, thấy không? Ồ, mới chết hôm qua. Mồ hôi hành quá nha. Con này có ba lạng á. Trời, uống ghê không? Còn đó tươi luôn á nha. Chắc nó chết hồi tối á. Con này á, mặn ăn liền thì ok. Còn giờ mình đi vòng vòng nữa, còn đi thăm lưới nữa cả nha. Dục đi. Uống ghê không? Cả nhà, đang đi thăm bẫy gặp anh này nè cả nhà. Ảnh đi đẩy phân đặng mình vô gốc chanh mà thấy á. Chào khán giả coi. Trời ơi. Trời ơi. Tất cả biết nè. Thấy không? Thấy hình ảnh trong đây không nè. Hình ảnh trong đây nè thấy không? Đó, trời ơi đẹp trai gì mai mốt rồi có gái mà làm mai cho. Thôi hả không chịu hả? À, gặp ảnh thì cũng hên như vậy. Làm được em hình nhất. Thằng khủng kìa. Khủng nè. Nhất 60 lạng rồi nha. Lấy hình ảnh không chịu nữa trời ơi, có đứa nào nó chưa người yêu giới thiệu cho không chịu luôn. Trời ơi sợ gắn không, em bắt gắn ra đó. Sáng giờ anh đẩy được nhiều chưa? Con này bự quá. Sáng giờ anh đẩy được nhiều chưa? Sáng giờ anh đẩy được nhiều chưa? Nó thèm gà luôn cả nha. Hàng khủng đó cả nha. Quá ok. Sợ không? Anh sợ con này không? Đó, sáng giờ em được bao nhiêu rồi đó. Hôm qua em đi không có một ngàn luôn kìa. Hôm qua em đi hai mấy cái không có một ngàn luôn. Thôi, để mình thăm cái tiếp theo mình sẽ quay cho cả nhà coi ha. Máy bay cả nhà, chào đi nè. Anh vui tính luôn nha. Con này là mình có gài ba cái bẫy tròn nữa nha. Cảm á, với một cái lưới. Cái lời mình còn thường. Cái con này nó đi nó không về luôn đó. Con này chắc con đèn quá nha. Cái dấu nó vào cái chân bầu á, nhỏ. Chân nó bự. Mình không có đặt mồi nữa nha. Cua sót với con cua quá vậy. Rồi luôn. Không thêm bóng dáng thì nó đâu luôn. Này, cái này mình có con cái nè. Vậy sao? Cũng còn im que, đánh thình luôn. Nè, thấy cái dấu nó quạo. Nè. 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 Nè, con này chắc con đèn á cả nhà. Mình tìm được dấu chân thì dấu chân đèn. Nè, nghe thấy không? Chắc dấu đèn. Không gầy nó không dễ cái này luôn ta. Cái cuối cùng ha, cái này bữa đó lên con ngựa mình thả nè. Ui, cái này là khí. Hôm nay cái này dùng nữa quá. Hình quá nó không dùng, được còn nguyên. Đi dài nữa nha, trời ơi. Thứ này nó cắn thứ gì chưa nổi. Đây. Cái thành quả hôm nay của mình nghe nha. Cuốn cái cạm về luôn. Thì chắc cũng được tầm 2 ký mấy á, chứ còn 2 ký mấy, không tới 3 ký. Đây mở ra nhà coi nha, còn hành không à? Được cái dính ít mà hàng ngon rồi nha, bữa nay mình đi chắc tầm 30 cái. Tháng này gắn chua sót không nha,
chuột mắc nè, đặt thì không dính mà chuột dễ chết lắm. Được cái thằng ngon hơn đây nha. Đó. Đó, có con kia chắc 7 tấm làng á. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ha. Thì cả nhà thấy kênh mình hay thì cho mình xin một đăng ký và một lượt chia sẻ cả nhà ha, để cả nhà có thể xem những video kế tiếp của mình nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà luôn.